Cô thân ái chào các bạn tuổi Nhâm Tuất 1982. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn 3 tháng, tháng 4, tháng 5, tháng 6 của cái năm Quý Mão. Chúng ta hãy kiểm điểm lại coi trong cái năm Mão này, mình là người tuổi Tuất sẽ được gặp những cái gì tốt đẹp, những cái gì khó khăn thì chúng ta cần khắc phục, chúng ta cần lưu ý, thì chúng ta chú ý một chút ha, để cho mọi việc nó được tốt đẹp, suôn sẻ. Tuất trong năm Mão không gặp tam tai, không gặp thái tuế, mà là cái tuổi nhị hợp với cái tuổi Mão, cho nên chúng ta có 3 điểm cộng. Thêm một điểm cộng nữa là chúng ta năm nay có cái vận niên là hầu thực quả. Hầu thực quả nghĩa là chúng ta có cái dự báo là mình được no ấm, được hạnh phúc trong cái vấn đề mà cơm ăn, áo mặc của chúng ta tương đối là nó tốt đẹp, nó thuận lợi. Nam thì gặp một cái sao trung tinh, đó là sao Vân Hớn, nó không quá nặng nề đối với chúng ta. Và hạn là hạn Thiên La. Nữ thì gặp một cái sao xấu, đó là cái sao La Hầu. Khi gặp cái sao La Hầu thì bạn cẩn trọng trong cái lời ăn tiếng nói, cẩn trọng trong công ăn việc làm của mình, dễ gặp những cái chuyện mà người ta du quan giác quả cho mình, nó không được tốt đẹp nha. Khi mà chúng ta có cái con sao La Hầu, chúng ta cần cẩn trọng trong cái lời ăn tiếng nói của mình. Và mình gặp cái hạn khó, đó là hạn Diêm Vương. Thì đối với cái hạn này, chúng ta cần cẩn trọng về vấn đề sức khỏe của mình nha các bạn. Bạn nếu mà bạn là người tuổi Tuất mà bạn sinh được vào những cái tháng 4, tháng 5, tháng 6, nghĩa là chúng ta sinh vào cái mùa hạ, thì nói là nó rất là tốt đẹp, nó thuận lợi cho các bạn. Rồi cái công chuyện làm ăn của chúng ta nó dễ phát huy lên, tài lộc của chúng ta nó tốt đẹp cho mình. Năm Nhâm á thuộc về thủy, mà thủy lớn, người ta nói là dương thủy đó. Cho nên ai mà bạn nam mà sinh trong cái năm này thì người ta gọi là dương nam. Phân tích tiếp nữa đó là âm dương thuận lý. Mình người nam mà gặp cái năm dương thì nó tốt đẹp, thuận lợi cho mình. Ngược lại, mình là người nữ mà sinh vào cái năm này thì người ta phân tích mình đó là dương nữ. Cái tính cách của mình nó lay lay của người nam đi. Mình bảo mình cái công việc làm ăn của mình nó nhiều cái nó xung đột quá, nó nhiều cái áp lực cho mình, cho nên mình khó có bề mà mình chống chọi, cho nên người ta gọi mình là âm dương nghịch lý. Các bạn có cái vận niên, cuộc đời của mình là cổ gia chi khuyển, nghĩa là con chó nó ở xa nhà và nó luôn luôn nó quài giọng để về trở về quê hương xứ sở. Như vậy cho ta biết là cái tuổi của bạn làm gần anh, gần chị, gần cha, gần mẹ thì khó bề làm ăn. Cái thân của mình phải tự thân, tự mình vươn lên. Mình nên đi xa lập nghiệp thì cái con đường làm ăn của mình nó được tốt đẹp nha các bạn. Đối với tử vi chúng ta phải tìm hiểu những cái chi tiết rất là nhỏ thì chúng ta sẽ lý giải được cái cuộc đời của mình nó được tỉ mỉ hơn. Chứ nếu chúng ta bỏ qua những cái chi tiết nhỏ thì chúng ta đi nói một cách bông lụn, nói một cách bông lông, chúng ta nói chung chung thì nó không đâu vào đâu cả. Mà chúng ta phải cẩn trọng, chúng ta phải chú ý từng cái chi tiết nhỏ. Và cái tháng 4 là cái tháng đinh quả mà mình người Nhâm. Quả với Nhâm nghĩa mới nghe thì các bạn thấy nó có vẻ nó nghịch nhau, nó không hợp, nó khác nhau. Nhưng thật ra đinh quả, quả là quả nhỏ mà Nhâm là lửa, là cái nước lớn. Hai cái này nó không khó khăn, khắc kỷ với nhau mà là nó hợp nhau. Cho nên trong cái tháng này đó, mình làm việc tiền bạc của mình nó hợp, tốt đẹp, thuận lợi cho mình. Tiền bạc tốt đẹp, thuận lợi, công việc thì nó bình ổn, sức khỏe của các bạn cũng bình ổn.
Nhưng gia đạo thì các bạn cần chú ý, đây là tháng có nhiều cái chuyện cãi cọ, tranh chấp, những cái chuyện buồn bực, bực bội trong cái gia đạo của nam, của nữ, thì chúng ta cần chú ý ở cái điểm này. Chúng ta cố gắng dung bồi để sao cho gia đình mình nó không bị người khác, người ta xỏ mũi, người ta dèm pha, mà mình luôn luôn mình chủ động trong cái vấn đề tình cảm. Mình không nghe lời ai người ta nói, nói về, nói dặn gì để mà hại gia đình mình. Thì mình phải có vững cái niềm tin để mà mình giữ bình an cho gia đình của mình. Qua đến cái tháng 5 là cái tháng này, cái tiền bạc của các bạn nó ở cái mức độ bình ổn. Không tiến lắm nhưng mà cũng không khó khăn lắm. Ở cái mức độ bình ổn. Công việc của mình lại là cái tháng mà tam hợp tuổi cho nên nó thuận lợi. Sức khỏe của mình nó là tốt đẹp nha. Về nam, về nữ thì trong cái tháng này gia đạo mình đã được cái sự tốt đẹp, được cái sự vui vẻ, được cái sự thuận hòa, yêu thương, đầm ấm đối với nhau. Cho nên nam nữ gì cũng được vui vẻ trong cái tháng này. Qua đến cái tháng 6 thì tài lộc cũng ở cái mức độ bình ổn, không gây khó khăn cho mình, không quá mạnh mẽ, nhưng mà nó ở cái mức độ bình ổn. Công việc thì nó có khó khăn, tại vì đây là cái tháng xung với tuổi của mình. Sức khỏe của bạn thì bạn cũng cần chú ý, tại vì sức khỏe trong cái tháng này nó không được tốt đẹp. Tháng xung với tháng tuổi mình, xung với cái mệnh mình, xung với mệnh tháng. Nam chỉ trong cái gia đạo có những cái chuyện bực bội, không vui vẻ, gia đạo không được thuận hòa, có những cái phiền phức, có những phiền toái bực dọc đối với mình. Nhưng mà nữ thì được cái sự bình an, vui vẻ, hạnh phúc, tốt đẹp. Thì như vậy là cô chia sẻ cho các bạn 3 tháng 4, tháng 5, tháng 6. Thì chúng ta thấy có cái tháng 4 chúng ta làm được tài lộc, chúng ta có 2 tháng sau chúng ta bình ổn. Về gia đạo thì các bạn cần chú ý, tại vì nam thì có 2 cái tháng gia đạo xấu, 1 tháng tốt đẹp. Nữ thì 2 tháng gia đạo được tốt đẹp, được thuận lợi, 1 tháng có chuyện bực bội, rắc rối trong cái gia đạo của mình. Thì trước khi chia tay thì bạn nào chưa đăng ký kênh thì phải đăng ký kênh ủng hộ cô. Các bạn hãy bấm like, và nếu có cái những cái nhận xét, có những cái gì thì các bạn hãy comment, bình luận với cô để cô biết bạn cần gì, bạn muốn điều gì, để cô, mình, người chủ kênh và các bạn có cái sự thông cảm với nhau, có một cái sự hiểu nhau hơn. Cuối cùng thì cô chúc cho các bạn cùng gia đình được nhiều sức khỏe, hạnh phúc.